Rồi, con xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Hùng Minh của tôi nha. Chào các bạn nha. Buổi chiều hôm nay thì gia đình mình tiếp tục xử mấy con cá rô này tiếp. Này cá rô cũng còn nhiều quá cả nhà, nên hôm nay mình sẽ ăn một bữa nữa cho hết luôn. Ừ, cho hết luôn chứ. Dạ, còn mấy con nhỏ nhỏ thì hôm giờ mình cũng không để ý lắm, mấy con nhỏ nhỏ chút xíu mình sẽ thả xuống đìa. Nữa con bự bự đi. Dạ, con nào còn bự còn mập á thì mình sẽ uống lại bắt ăn. Dạ. Yeah. Cô bữa tắt đĩa nha. Ừ. Đây con bữa nay mình ăn bữa nay nữa. Nó cũng không ốm nha cả nhà. Không có ốm. Đây đây ra ra ra. Cô nãy lóc hay trời lắm. Rồi. Đây đây. Đây cái gỗ. Rồi. Cái gỗ. Rồi. Rồi rồi. Rồi. Cái gô cũng rất còn rất là ngon luôn cả nhà. Quá trời nó ngon, nó mạnh hết biết mạnh này. Dạ. Còn ở đây là thêm một ít thẻ nè. Rồi một cục thịt ba gọi. Không biết cả nhà đón được là hôm nay gia đình mình làm cái món gì chưa ha. Nè cái con cá rô. Cái gỗ bể. Đây cả nhà thấy mấy con này chắc là biết hôm nay gia đình mình làm món gì vậy ha. Thấy dữ rồi. Chào bà cô chú. Đây là mắm. Mắm gia đình mình làm nha cả nhà. Đây là mắm chua. Mình làm mắm này là mình làm phi. Cũng lâu dữ rồi nè, mình làm cũng 3-4 tháng nè. Trong đây có mắm cà phê, cái gì nữa mẹ? Chào cả nhà. Cái gì quên mẹ quên. Cỏ hả? Cái chấm cỏ, cái mà giờ bữa nay mình làm có cái gì giống nè? Có lộn, có một khúc cá điêu hồng hay gì đó. Dạ. Ở chấm cà phê, cà phê bự đó. Dạ. Đó, hôm nay mình làm mắm kho thì chọn những con cá bự để mình sẽ lấy cái thịt mình cho vô mắm, cho vô cái mắm kho luôn. Chứ mình không có lượt nha cả nhà, mình chỉ lượt xương ra thôi. Đây mắm thì chế sẽ dạo ra cho thể cái thịt nó gã ra, mình sẽ vớt cái xương ra ngoài nha cả nhà. Con cá bự thì mình cũng rất là dễ vớt xương luôn. Quá đẹp hơn. Cá của vùng mình nó làm là còn cái miếng thịt ngon lắm. Thôi thọ mình không có cần phải lượt cái nó dính thịt ra cái uổng lắm. Dạ. Tại cũng do mình làm mấy con cá bự bự á mẹ, ừ. Cái xương nó cũng bự mình dễ chết. Mình làm cá bự nó xương đó tươi mẹ. Bởi vì nó ngon, còn cá dùng ta làm nó gã cái xương luôn nha. Cái sao phải lượt. Đặc biệt ở cái vùng Cà Mau mình là chuyên về làm mắm chua như thế nha, chứ không có làm mắm ngọt hoặc là mắm như đỏ đỏ như ở Châu Đốc. Ở mình thì làm mắm cái màu nó hơi vàng mà nhạt nhạt. Cái là mình chỉ thính bằng cái đường á, kẹo đường á, mình thắng lên cho nó hơi sệt sệt, nó ra cái màu cánh ra ván vậy, xong rồi mình trao với mắm cho nên nó cái màu nó cũng vừa vừa chứ nó không có được đỏ. Còn cái này hình như là mẹ làm đường chảy rồi mình cho vô luôn phải không mẹ, chứ đâu có thắng phải không? Ừ, đúng rồi, mẹ làm mẹ cho vô luôn hả, mẹ không có thắng. Cái này chứ tắt bếp luôn. Dạ. Gã hết rồi ha. Dạ, gã hết. Để mình ăn mắm kho hôm nay thì gia đình mình cũng có chuẩn bị ít rau. Nhãn lòng này thì chút xíu mình sẽ luộc chấm với mắm kho. Còn bên đây là khổ qua nè, rồi cà, chút xíu mình sẽ cho vô mắm. Còn món này nữa đây nè. Đậu rồng. Xoài sống chấm với mắm mà hôm trước mắm cá linh tây nè gửi nè, mắm cá linh của bé Như bé Nga gửi ha. Vì bữa nay là hai món mắm lần hả? Hôm nay chưa có dịp khai trương, hôm nay khai trương rồi sẵn cho kết quả thế nào luôn. Dạ. Yeah. Đặc mắm biệt là hôm mà nay có bông lục bình nghe cả nhà, bông lục bình và bông súng đồng. Hôm nay mắm kho bông lục bình. Mắm kho có bông lục bình chấm là ngay luôn rồi. Yeah. Còn xíu món rau dừa nữa hả ta? Rau dừa kìa. Rau dừa kìa, rồi mình da bẻ hả? Đi bẻ rau dừa nữa. Dạ. Yeah. Mình cho xả với tỏi vô thử đi. Đó đi. Thử là hai xả. Cái mắm mình mà làm đậu mắm hay là mắm kho này không thể thiếu xả hay nè. Xả mà mình sấy gì đây nè, mình nó thơm nó ngon lắm. Dạ. Yeah. Bữa nay rồi chút ớt nữa ha. Ừ. Thơm thơm nực lên nữa ha. Bữa nay ra nhà mình hết dừa non rồi, mình cũng không có làm được dừa non. Bữa nay mình làm nước lạnh đỡ đi. Dạ. Nếu mình làm dừa non thì nó ngon hơn xíu nó ngon nữa. Hơn.
mà giờ lỡ hết rồi, giờ ăn đỡ nó rồi. Mùi đói bụng quá trời luôn mẹ anh. Đói không? Đói, nghe đói bụng dữ. Cái mùi mắm này là mình ăn dụng hả, là ăn lén gì là không được nha. Khó mà ăn lén lắm. Khó ăn lén nha. Người ta lại nhà mà giấu giấu là không được ạ. Nhà này mà cái nhà lá thì không sao nghe mẹ, gặp mà nhà tường mà nấu cái món này ha. Là cho vô là rồi nó nực mới, lắm. Mới đi tới cửa là nghe mùi. Vô xào thịt nè, mẹ thử tỏi xả đặng xào thịt cho nước mắm vô mình kho nè. Cái Thảo ăn mắm được không ta? Dạ được. Ăn được. Sao món nào cũng được chứ không thấy món nào không chứ ta. Dễ nuôi lắm mà, quá trời ăn được vậy đó, rồi nó dễ nuôi chứ không thôi kén ăn là nhịn đói nha con. Dạ. Cũng dễ nuôi ha. Ừ. Thôi mà. Ừ. Thịt heo này mình coi xả ăn cũng ngon lắm nè. Dạ. Chỗ nào là làm món kho thì mình sẽ cho ít thịt ta gọi, đặc biệt là phải có tí mỡ nha cả nhà. Ăn nó béo béo mới ngon. Mình cho nước mắm vô luôn. Quá trời thịt mà nước mắm nha, trong đây là thịt xong rồi nè. Ngon hết sức ngon luôn. Cái đó là cái tinh tí hay mà cái đó là không thể bỏ được đó. Quá trời ngon. Bởi vì nên mình đâu có dám lượt đâu, mình lượt là đi hết trơn à. Dạ. Mình chỉ gắp xương thôi, bị cái xương cá phi này nó bự nè. Nào nó không còn, cũng đâu có còn miếng xương nào đâu. Dạ. Bữa nay nồi mắm này siêu to khổng lồ nữa nè Thảo. Dạ. Thơm quá trời. Thơm ha. Thơm mùi mắm. Thơm kẻ thơm mùi mắm. Giờ mình muốn cho cá vô luôn. Quá trời mấy cá rô bữa nay mà còn ngon hết sức rồi. Rồi cho xả vô luôn, xả sắm vô luôn. Kho mắm này thì mình sẽ chọn cá rô mà nó hơi tròn tròn để nó có cái độ béo mẹ. Cá ú á. Bữa nay cũng còn ú nữa nè. Bữa nay cá có trứng nữa nè nha. Trứng là Thảo có chừa út không ta? Dạ, út ăn thì con chừa. Dạ, còn út không ăn? Thì con ăn hết. Không chừa ông bà ngoại sao? Ông ngoại, ông bà ngoại có ăn không? Nếu ăn thì con chừa, nếu không ăn thì con ăn hết. Vậy hả? Vậy đó hả? Ăn thì con chừa, không ăn thì con mới ăn hết nha. Nay bé Thảo cũng lột tôm tiếp ha. Bữa đó lột tôm chín, bữa nay lột tôm sống hả? Dạ. Tôm sống không có nhớ nha. Này không, anh chắc không mê bằng tôm kia. Cái bông lục bình này của mình á thì mình ngắt lên chừng tí xíu là cái bông nó bị dập. Mấy cái bông này hơi dập. Nó ở dưới đè là nó tốt vậy đó chứ mình yêu cầu mình bẻ lên trên là nó bị gì liền. Với lại thêm bữa nay là trời mưa nữa anh hai. Cái hồi lúc mình bẻ cái lá nó bị hơi gũ, cái bông hơi gũ á. Thấm nước cái nó quằn xuống á. Dạ. Còn mà cái này lúc sáng trời nắng chắc đẹp lắm ha. Đẹp lắm, nó xòe ra, nó nở ra màu. Dạ. Còn màu tím thì nó có màu vàng trong đây nữa. Đẹp sáng lắm. Nhìn mê. Dạ. Bên đây chỉ cho đồng hũ lòng với chứ luộc. Bữa nay chắc này anh hai giấu cái nước này lại nữa quá. Quá trời coi đồng hũ lòng. Bữa nay cũng nhiều cô chú anh chị nói cái nước này rất là ngon luôn. Rất là bổ nữa. Này lát anh uống nước này không? Uống chưa? Uống gì để nêm nước ha. Ừ. Cái này mình luộc cho nó chín sơ sơ là được. Yeah. Chín quá ăn nó có vị nhẫn nữa. Mình luộc sơ sơ vậy đây. Ủa, nó còn cái màu xanh. Màu còn rất là xanh luôn. Nó trong nữa. Tôm thẻ này chắc ăn cũng được mấy bữa này hết rồi. Mà cũng không biết còn nhiều hay không nữa nè. Cha cũng ít chạy thôi nhưng mà ở dưới thì cũng không biết còn nhiều hay không. Nên mấy bữa nay cũng ngưng đặt rồi. Ngưng đặt chứ sao đặt lại bự lắm. Dạ. Thẻ này mau lắm. Dạ. Sao đặt lại bự. Chừng cỡ 1 tuần thôi anh hai. Ừ. Thẻ này nè, 1 tuần thôi là khác liền. Khác. Mau lắm. Mau lắm. Dạ. Có một tôm nó sót rồi. Để cho vô luôn đi con. Nè con để gì đó cho mẹ. Hai ủng để đầu đi. Con đó con để đầu cũng được, tại con thẻ là mình hơi chậm á cả nhà, là nó bị cái đầu nó bị ấy quá nên mình phải bỏ đầu hết. Chứ thì mình lặt ra cho nó sạch nữa. Con thẻ này là tươi lên á thì cái đầu nó không có bị ấy, còn nếu mà mình muối nước đá qua bữa sau nó cái đầu nó hơi bị đục liền. Dạ. Nó nhanh hơn con tôm sú, nó
lên tí đầu. Xíu là nó con thẻ nó bị trắng à. Chiều nay là cái dĩa đột nhãn lồng này nhìn thấy hấp dẫn lắm rồi đó. Bữa nay mình vừa gấu rau sống mà vừa có rau chín nữa chứ. Nhà mình cũng lâu ăn mắm lại rồi ha. Bữa nay ăn lại nó chắc ngon lắm. Cũng khoảng tháng ngoài đó nè. Cũng lâu dữ rồi. Tháng ngoài gần 2 tháng thì mình chưa có ăn mắm lại. Giờ mình nêm mắm này là mình nêm là mình chỉ nêm đường với bột ngọt không. Mình không có nêm mà muối, bị nó có mặn rồi, không có nêm muối, nêm bột ngọt. Cái mắm chua của mình thì nó có cái hậu chua thôi chứ không phải là nó chua luôn phải không ạ? Có cái hậu thôi chứ nó không phải chua, nó cũng còn độ mặn. Cái phần chiếm nhiều nhất là cái độ mặn. Còn độ mặn. Dùm cho hai món này vô luôn, cà với hủ qua vô luôn. Bữa nay thì mình mua không có cà tím nên mình xài cà xanh. Cà xanh ngon đó con. Dạ. Xanh ngon, ngon cà tím. Ừ, ngon hơn. Còn cà tím thì con thấy cái màu nó đẹp hơn. Đẹp thôi chứ nó ăn nó không ngon bằng cà xanh. Mẹ chồng là mê khoái cà xanh này nè. Dạ. Còn nhầm người thì con thích cà tím hơn. Cà tím là như mình làm cái món chiên hay làm gì cái mình trang trí á, nó đẹp. Thấy nó đẹp. Nướng nè. Nó đẹp chứ còn mình nó ăn thì nó không ngon bằng. Dạ. Đúng Thảo. Đúng biết không đúng. Ở vùng khác cái mẹ con thấy thì có cái khổ qua gừng nữa. Mà dùng mình thì không có. Dùng mình không có. Mỗi lần mình cũng có một vàng nữa nhưng mà nó bị tàn. Lâu quá nó bị tàn. Mẹ nhớ rồi, có chồng có mà được mấy trái nữa. Cái mặt mình chồng ở ngoài trước đó mẹ. Rồi mẹ nhớ ra rồi. Dạ. Có chồng luôn cũng được mà trái đấy. Cũng bự bự không á. Nhà con cũng có nữa ngoài. Có à? Dạ có. Cái nồi mắm này lát nữa nấu là chắc đem cho dài dài sớm ngửi ít quá. Nhiều quá không ạ? Cái gì sợ lắm. Hồi ăn thiếu luôn đó chứ. Mình ăn là hồi mình ăn hồi thiếu luôn ta. Ở dưới ao của mình thì có thêm một cái đám rau dừa. Mấy nay thì nước của mình cũng tốt á nên cái đám rau dừa này tháng trời nắng cũng rất là non luôn. Chào cả nhà. Non không cha? Non xèo à. Dạ. Nó chỉ mưa rồi bây giờ nó non dữ rồi. Thấy nó có vú không? Hình như có cái loại rau dừa không có vú phải không cha? Cha biết cái loại đó không? Cái nào cũng có chứ. Cái nào cũng có hả? Cái nào cũng có chứ phải như rau nhút. Dạ. Non quá ha, ông phía ngoài này con thấy nó cũng ngon quá nè. Này nó non xèo hả? Dạ. Mình sẽ bẻ thì hái thêm một ít rau dừa để mình chấm mắm nữa. Hôm nay là mình đủ loại rau luôn hả cha? Mắm mà có rau dừa là nó ngay. Dạ. Mà đặc biệt là mắm kho đó nghe cha. Ừ. Cộng bự bự không à? Nó non vậy lắm. Dạ. Dạ đây là mắm cá của cô Nga cô Như ở Nắng Đẹp Miền Tây gửi tặng gia đình con cũng xin mời ông bà cô chú dùng với con nha. Mẹ lát ăn không mẹ? Con ăn trước đi. Dạ. Ông mời ông bà cô chú nha. Được rồi. Ngon mẹ. Chảy nước miếng này. Con ngoại ngoại kìa, con ngoại ngoại thấy kìa. Ngoại ngoại thấy con ngang rồi ngoại chịu không nổi rồi nè. Út chắc ướt cái máy bị phiền đó vậy. Nói là mắc cười vậy. Út ướt hết trơn kìa. Lấy khăn cho Út mày ơi. Nở không hả? Thôi được. Ủa, rồi. Ngon quá. Mà chấm làm như mắm nó kỹ xài á. Dạ. Nó không chua, xài không chua. Chấm thử thôi để chấm miếng. Để ba ngồi ngoái kìa. Ba chạy miếng. Ngồi. Mày cái ba không? Ba không? Ấy thì đang lát bà lên sao bà gửi xong rau cái. Xài chua mà chấm với mắm nè ăn không nghe chua chứ. Giờ mình cũng cho thẻ vô luôn. Cái phần thẻ thì nó rất là dễ chín. Mình cho vô là nó sôi vậy đó là chín rồi đó. Màu lắm. Ồ đỏ liền luôn. Chứ không phải như tôm càng. Mình ém xuống đây là mình nêm nếm xong là mình nhắc xuống là được luôn nữa. Dạ. Màu chín lắm. Được, mình cũng cho rau ngò ôm.
mắm là không thể thiếu hôm rau mò ôm. Trước mình cũng có làm một lần mắm kho rau mò ôm này, nhưng mà cô chú anh chị có nói là bộ niêm canh chua hay gì mà niêm rau mò ôm, nhưng mà bọn cũng xin đính chính là nếu mà cô chú anh chị mà chưa có ăn tới cái món mà niêm rau mò ôm này á, thử một lần thì sẽ biết nó rất là thơm ngon luôn. Tại cái vùng Cà Mau mình là mắm kho là phải nêm rau mò ôm nghe cả nhà, chứ không phải là canh chua mới nêm mắm. Cái là phải là nêm có từ hồi xưa tới giờ đó mẹ. Ờ đúng rồi con. Lúc gia đình mình là lúc con ở đằng ngoại ngoại nấu thường cũng thường nêm này lắm. Gia đình mình là thường xuyên là phải mắm kho là phải nêm rau mò ôm, mà nêm nhiều mới ngon. Rồi còn này mình tại tháng này nó già quá rồi, mình nãy mình bè cho có mình bẻ được có ít à, giờ mình cho ít. Giờ mình múc ra mình ăn đi. Quá thèm. Quá thèm hả? Múc ra tô đặng mình cho ăn quá trứng cá rô ngon à. Cá rô này có mắm trứng ngon. Trứng không luôn, bữa nay đầy bóp với bé Thảo nữa. Đầy bóp với bé Thảo nữa. Quá trời ngon luôn. Cá rô già này là có mắm ngon lắm nè. Nó không bị gã cái thịt luôn không bị gã. Mình là kho tiêu thì mình mới lựa cá khô non, chứ cá khô già này là kho mắm ngon lắm. Dạ. Buổi chiều nay mình cũng làm được nồi mắm kho rồi. Mời cả nhà dùng cơm với mình nha. Rồi xin mời cả nhà luôn. Mời cả nhà dùng cơm. Mời cả nhà dùng cơm. Con mời ông bà cô chú dùng cơm với con. Con mời ông bà ngoại, con mời ba mẹ, con mời Út dùng cơm. Rồi, ăn đi. Mỡ béo quá tự ngay cục mỡ mà. Ăn đậu những lòng được nữa hả? Dạ. Dễ ăn. Dạ. Nãy nghe thơm giờ để nghe còn thơm nữa không? Giờ nghe tôi còn cả bụng kìa. Đâu gần này chấm mắm ngay luôn rồi đó. Sao cha? Tôi vừa chấm mắm ngay luôn. Đúng sách giả luôn hả? Ngon. Dạ. Yeah. Thảo ăn bông lục bình nữa ta. Ăn mắm này mẹ thèm mà giống nhút nữa. Mắm bữa cái món gạo nào chấm ăn cũng mềm. Dạ. Yeah. Mình lựa rau hết trơn à, mình lựa rau ăn mắm hết trơn à. Bữa nào rau nào cũng chuột về tô mắm. Cái Thảo chấm cho nồi mắm của ngoại nhiêu điểm đây? Chấm 10 điểm. Dữ vậy sao? Tại quá ngon. Nhưng nhiều màu sắc nữa. Vậy hả? Có tôm nữa nè. Có tôm thì cộng thêm 1 điểm nữa, 11 điểm luôn. Dữ à. 11 điểm thì quắc nha. Cá gồm mở không? Cá ngậy hả? Thịt chắc lội à? Dạ, cứ gồm thịt chắc lội. Gọng hổm rồi mà còn mạnh hết, rất mạnh. Luôn. Đâu có mạnh dữ dội. Có những khi là trời hạn mà nó còn có miếng nước mà nó còn sống mấy tháng trời. Dạ. Cái ruồi sống dài quá trời dài. Bởi vì nó lóc nó lên bờ đó. Cá mưa ngon luôn, nó sống được. Dạ. Lên lỗ mẹ mưa lên lỗ đó. Để tới mưa cái mình đi kiếm, mình đem cái xô đi chạy chạy dài dài lộ, cái mình kiếm hồi là đủ kho tiêu. Bắt cá lên. Bắt cá lên mà cá bự bự đó, trứng đó là cũng có thịt nữa đó. Dạ. Còn cá nào mà không có trứng là không có thịt. Cá mà không có cái bụng á. Ờ, cá nhân. Cái nhà ngoại cũng có không mà ngoại. Cá nhóc luôn. Rau dừa tháng này mà cũng còn non quá các. Tháng cả này mà non.
dưới con sáng thấy cũng được vậy. Trồng dễ phân thì nó non hoài luôn. Bữa nay em biết em thủ cái gì ở đầu vườn cho anh không? Cho nước. Ăn mắm là phải thủ nước. Ăn này vừa tốn cơm mà vừa tốn nước nữa nè. Vậy để về bớt bệnh nước mưa lấy sáng lòng vườn. Vậy mà cũng khoái à. Rồi nhắn lòng luộc này chấm mắm nó cũng gịch quá ha nha. Nhầm người á, người ta nói ăn mắm nhiều bị đau lưng hay vậy ta. Đau lưng bị viêm mũi gì đó mà cũng thấy mắm cũng phải ăn. Ăn chứ, thèm nghe món lâu lâu mới ăn lần mà chứ đâu phải ngày nào cũng ăn đâu mà sợ. Con bị viêm mũi nè. Con vẫn phải ăn. Vậy đó hả? Vẫn phải ăn. Kiểu lâu lâu ăn lần không sao đâu. Đây được cái cặp trứng đây. Hai dẻ hợp miếng nè, ăn bé cũng giống thảo chài. Có khi nó gã rồi nè. Gã thiệt không? Mình đi đâu á mẹ? Đang lúc đói bụng á, cái nhà ta nấu mắm trong nhà phát mùi ra tràn đói bụng gì đâu. Chị không nổi. Ghé lại luôn. Muốn ghé lại luôn. Muốn đi vô xin tô cơm. Chờ biết đi vô xin tô cơm nữa hả? Xin người ta không cho chắc quê lắm thôi. Dạ cho tôi tô cơm đi, quá trời đói bụng à. Sắp nồi cơm lại. Không gì người ta cho tô cơm, ta đâu có cho mắm đâu. Không cho cơm mà đi sắp nồi cơm lại. Xin cơm không à. Nhớ nha Thảo, xin cơm phải xin đồ ăn nữa nha. Xin mắm nữa mới được, không phải là đưa tô cơm không à. Con một bình một im sao? Con bé làm hai, bé làm hai. Bự quá à. Bự quá sao ăn ăn được. Ừ, bé làm hai. Rồi đi. Cái này phải được nhiều á, cái ngó mình xào tép rồi mình ăn cũng ngon lắm nè. Ông lục bình nè, lục bình nè. Nó còn chua rồi đó. Dạ. Ngó non ăn ngon. Dạ, chấm mắm ăn cũng được. Nhiều cái ao lục bình thấy cũng tốt quá mẹ mà không có bọc. Nó cái đó là do nó tốt nó có bông hay là nó do nó già nó có bông ta? Không, hai cái đó là nó tốt nhưng mà nó chưa có bệnh rễ, với nó phải rễ nó ăn ở chỗ đó đó, là phải một thời gian cho nó ăn cũng như vô đất á. Rồi nó mới ra bông. Cũng như nó mới non thấy mình thấy nó tốt vậy đó nhưng mà nó cái chân nó chưa có là nó không có ra bông. Như là mấy cái loại mà có chân rồi đó là mình thấy nó hơi đèo đèo ở trên nhưng mà vẫn có bông. Cái của mình thấy nó cũng nhầm bụi, nó cũng nhỏ, nó cũng không được tốt không mà cũng có bông. Mắm này cũng dễ ăn lắm nè. Một lần không có đồ ăn, không có cá gì trên, cái mẹ cũng xấy mỡ tỏi, cái mẹ nêm nếm nước đồ là vô là mẹ chấm rau ăn. Dễ không? Được thêm trái dừa nữa mà. Kho dừa. Dừa khô á, dừa khô dắt nước cốt á. Ừ, ăn cái món mắm kho dừa không biết cả nhà có ăn chưa, nhưng mà gia đình mình cậu hồi lúc trước cũng hay làm mấy món đó lắm. Mê dưới trời lắm. Ăn có độ béo nữa. Ngon đó, ngon là dữ luôn. Ngon hơn nước dừa là non mình cho vô nữa đó. Lúc trước con với mẹ kho cái chảo nhỏ lên mẹ. Cái bẻ rau nhút vô hai mẹ con chấm ăn vậy đó. Bữa nay mình cũng thiếu rau nhút ha. Ăn khó qua chưa mà. Chưa. Ngọt quá trời luôn mà. Không đắng hay con? Dạ. Cho vô này không đắng. Nãy giờ mà chưa có thấy khúc của quà ở dưới. Vẫn hơi hơi. Dạ. Cà bỏ vô ăn cũng ngon quá nè. Dễ thì dễ ăn. Cà là ngay mắm luôn rồi đó. Mắm mà có kho chung với cục mỡ vô là ăn béo rồi. Ba gọi hả? Ăn gì đây mới ngon rồi mẹ. Cắt cộng lục bình vô đi ăn mới ngon. Ra anh lấy thử một cộng à. Đậu gồng được không? Được. Ngon. Quá trời đậu gồng cũng non ngon. Tá này mà được gì đây ngon. Ê mà. Chỉ có cái gấp với cái chấm nó thôi khác hả? Vậy chứ mình ăn như cũng như món bánh xèo nữa đó.
mình gấp đũa ăn không ngon, nhưng mà mình bóc mình gói rau gì đó ăn ngon. Nó thoải mái thêm cái nó dễ quấn rau. Rau quấn nó chặt hơn, còn quấn đũa nó cầm nó hồi cái nó bung ra trên. Thảo không bắt chước thêm nữa Thảo. Dạ. Cho chén đi con. Ngon rồi. Cái món bên bên nhà nó như gửi ăn em đó chứ. Cái này mà kẹp xài ăn đã thiệt. Nó vừa ăn luôn à. Thêm ly rượu luôn anh ơi. Thêm ly rượu nữa hết bài. Có ly rượu uống là ngọt sát luôn đó. Ngọt sát luôn. Cả nhà mà nếu muốn ăn xoài chua mà không mắm chua đó, chấm với mắm thầy nặc mô, mắm thì mới như với nhà chấm là khỏi chua, bao chua luôn. Bao không chua luôn đó. Tính là ba chua chứ. Tính nghe tính nghĩ mua rồi. Nghe tính nghĩ cô rồi.